Chào mừng quý vị đến với bản tin của HCT ngày 7 tháng 9 và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là bản tin kim loại về tin tức vĩ mô. Chỉ số đô la đã đạt mức cao mới trong năm tháng rưỡi nhờ báo cáo dịch vụ ISM tháng 8 mạnh hơn dự kiến và những bình luận dù hâu từ Chủ tịch Fed Boston. Chỉ số dịch vụ ISM tháng 8 của Mỹ bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 54,5, mạnh hơn kỳ vọng về mức giảm xuống 52,5. Thâm hụt thương mại tháng 7 đã tăng lên âm 65 tỷ đô, từ âm 63,7 tỷ đô trong tháng 6, thấp hơn so với kỳ vọng là âm 68 tỷ đô. Fed Peggy Book có quan điểm trung lập đối với đồng đô khi hoạt động kinh tế của Mỹ yếu trong tháng 7 và 8, tăng trưởng việc làm trên khắp nước Mỹ chậm lại. Về tin tức kim loại, Lượng đồng nhập khẩu vào miền Đông Trung Quốc tăng gây áp lực lên thị trường thương mại trong nước. Hôm qua, hàng tồn kho đã tăng 4 ngày liên tiếp nhưng hoạt động mua hàng ở hàng nguồn vẫn còn yếu. Một nhà sản xuất đồng Trung Quốc cho biết, mùa thu thường chứng kiến nhu cầu đồng mạnh hơn ở Trung Quốc khi kim loại này được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng, điện và vận tải, tuy nhiên mức tiêu thụ thực tế hiện nay vẫn ảm đạm. Giá đồng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm khi Fed cân nhắc lại khả năng tăng lãi suất. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn LME tăng 3.000 tấn, trong khi dự trữ trên sàn Thượng Hải chưa có dữ liệu mới. Dự trữ nhôm trên sàn LME không thay đổi. Tiếp theo là bản tin năng lượng về báo cáo năng lượng. Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 5,521 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 9, theo dữ liệu thống kê hàng tuần của API. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, vượt kỳ vọng của thị trường ở mức giảm 1,429 triệu thùng. Về tin tức năng lượng, sự bùng nổ của xe điện trong nước đã khiến tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc Sinopec điều chỉnh dự báo nhu cầu của mình, cho biết nhu cầu xăng trong nước đã đạt đỉnh và bắt đầu trực dốc từ đây. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một viễn cảnh không mấy khả quan cho thị trường dầu mỏ thế giới, bởi từ lâu Trung Quốc đã là thị trường tăng trưởng lớn nhất. Theo CNEV Post, người mua ô tô mới của Trung Quốc hiện đang lựa chọn phương tiện sử dụng năng lượng mới là xe điện và xe hybrid với tỷ lệ 37,8%, tăng đáng kể từ mức 5,4% vào năm 2020. Theo thống kê, doanh số bán xe điện của Trung Quốc nhiều hơn 10 lần cả ba nước Na Uy, Iceland và Thụy Điển cộng lại, những quốc gia hàng đầu về sử dụng xe điện. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ dân số lớn và thực tế là hiện tại lượng xe điện vẫn chưa đến 5% so với lượng ô tô lưu hành. Sinopec hiện dự báo rằng từ năm 2024 trở đi, nhu cầu xăng sẽ giảm. Các nhà phân tích khác đưa ra dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu ít bi quan hơn nhưng vẫn đáng lo ngại. Theo Bloomberg, nhu cầu toàn cầu về nhiên liệu đường bộ sẽ tăng chỉ trong 4 năm nữa và đạt đỉnh vào năm 2027. Bloomberg cho rằng nhu cầu tại Mỹ và châu Âu đã đạt đỉnh, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào 2024. Còn lại các quốc gia tiêu thụ lớn khác như Ấn Độ sẽ bước sang chiều giảm từ những năm 2030. Cuối cùng là bản tin nông sản về tin tức nông sản chung. Giá ngô hôm thứ Năm quay trở lại mức thấp nhất trong 3 năm do lo ngại về tình trạng cây trồng của Mỹ bị thiêu rụi bởi thời tiết khô nóng được bù đắp bởi vụ thu hoạch kỷ lục ở nước xuất khẩu hàng đầu Brazil. Giá đậu tương và lúa mì cũng giảm, lấy lại một số mức tăng đạt được vào thứ Tư. Về diễn biến chính của nhóm nông sản, các nhà phân tích và nhà nông học cho biết việc thu hoạch ngô ở các vùng phía Tây Trung Tây Hoa Kỳ đang bắt đầu sớm hơn bình thường sau khi thời tiết khô nóng đẩy nhanh vụ thu hoạch. Họ cho biết việc hoàn thiện quá nhanh có thể làm giảm chất lượng cây trồng hoặc giảm năng suất hạt và nông dân trồng ngô chất lượng thấp hơn có thể phải bán với giá chiết khấu. Công ty môi giới hàng hóa StoneX đã hạ ước tính năng suất ngô trung bình năm 2023 của Hoa Kỳ thêm 2 dạ trên mẫu Anh xuống 175 dạ trên mẫu Anh và hạ ước tính thu hoạch xuống 15,102 tỷ dạ. Tuy nhiên, cơ quan cung cấp thực phẩm Conab của Brazil cho biết, Brazil sẽ sản xuất kỷ lục 131,8 triệu tấn ngô do vụ thứ hai dồi dào mà nông dân đã gần thu hoạch xong. Conab dự báo xuất khẩu 50 triệu tấn ngô và gần như xuất khẩu 97 triệu tấn đậu nành cho Brazil trong niên vụ 2022-2023, dự báo sản lượng đậu nành đạt kỷ lục 154,6 triệu tấn. Ai cập ký thỏa thuận lúa mì với Nga. Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, gần đây đã mua gần 500.000 tấn lúa mì từ Nga. Vào ngày 1 tháng 9, họ đã mua với mức giá tương đối thấp. Theo báo cáo, họ sẽ trả 270 đô trên tấn lúa mì. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm ngoái, đã làm gián đoạn thị trường lúa mì toàn cầu. Việc chuyển sang mua trực tiếp thay vì đấu thầu đã giúp Ai Cập đàm phán được mức giá tốt hơn. Nga và Ukraine là hai trong số những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Ai Cập. Cuộc chiến giữa hai quốc gia này đã gây ra biến động giá cả và làm thay đổi mô hình thương mại toàn cầu. Chiến tranh đã buộc Ai Cập phải mở rộng số lượng nhà cung cấp lúa mì. Do sản lượng lúa mì trong nước bị hạn chế và có mức tiêu thụ lúa mì bình quân đầu người cao nhất thế giới, Ai Cập không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Cung cấp các sản phẩm thực phẩm làm từ lúa mì với giá cả phải chăng là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong những năm qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của HCT ngày 7 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.